sexy biên tập viên nhất VTV. Chị tôi, Hương Giang. Anh tôi, Mạnh Cường. Công việc, biên tập viên MC, biên tập viên phóng viên MC, editor, đồ họa, làm tất ăn cả. Thời gian làm việc tại VTV 7 năm. Quốc phòng Việt Nam 3 năm. MC biên tập viên xinh nhất. Thụy Vân. Chị Mai Ngọc nữa. MC biên tập viên nào đẹp trai nhất? Anh Thanh Tùng. Không phải anh Mạnh Cường à? Anh chưa hát. MC biên tập viên giàu nhất? Chị Ngọc Trinh. Chị Ngọc Trinh. Quỳnh Nga. Chị Quỳnh Nga. Chị Ngọc Trinh và chị Quỳnh Nga. Ôi cho em xin TV ạ. MC biên tập viên của tính sáng tạo nhất? Anh Hoàng Gia Nâu. Anh Tuấn Dương. MC biên tập viên cổ vũ thẩm mỹ nhất? Anh Trần Ngọc. Chị Minh Hằng, chị Thủy Vân, chị Mai Ngọc, chị Bạn Điểm Anh, Quỳnh Nga, Hải Kiến. Rất nhiều. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Yeah. Thế MC biên tập viên nào hòa đồng hào sảng nhất? Khánh Vy. Đã đẹp đôi rồi còn nói đúng. MC biên tập viên nào low key nhất? Anh nghĩ là Ngọc Huy. Trai mà ở ẩn, người ta hay gọi là đi tu. MC biên tập viên nào có tình yêu đẹp nhất? Câu trả lời không có gì khác ngoài gia đình truyền hình. Yeah.